Xin chào mọi người nhá. Như vậy chúng ta lại quay trở lại cái nick mê gái của mình trong hôm hoạt động thứ năm. Như vậy thì chúng ta đã tới được ngày thứ năm. Hôm nay được gọi là hôm nay rất nhiều ưu đãi trong việc luyện trang bị làm mới tháp mau. Vậy là làm mới tháp ma hùng 5 lần. Cái này làm sao là mới nhỉ? À, là mới miễn phí. Luồng võ này. Chấm 3 ngàn lực kiếm. Mình sẽ bán thằng này 55 ngàn lực kiếm. Hiện tại mình cũng nhạc léo lắm rồi. Ôi đẹp, bài kia. Theo mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi. Thu 10 ngàn là kiếm mà còn bài được quỳ. Có cái thương của thằng tố sát cũng nhỉ, bồ cam. Sao mà vài dụng của thằng tố sách vậy nhỉ? Người thiệu 5 lần nữa. Chúng ta mua thêm 5 lần nữa. Ok, mua luôn. Mình lỡ kết con người nó bây giờ nó chuẩn bị đánh đánh đừng rồi địch. Như vậy mà tại sao lúc này thua được nhỉ? Giảm 50% đã luyện cam qua. Có thể kiếm đệt màu vàng này. Mình kiếm màu đông á. Ta cũng đủ trình độ để chỉ mình cho màu cao hơn. Toàn là những thằng 60 70 80. Chỉ màu thiệt đi. Ui, trang sức ghép. Hiện tại thì mình đang level 43, đang có 46 ngàn kiếm như bảo. Mình nghĩ là sau hôm nay thì sẽ có được tầm khoảng 50 ngàn. Chúng ta có nên mua từng đó không nhỉ? Có thể chia mua miễn phí kìa, chia mua miễn phí để thằng Tuấn Úc toàn là mình 10 vàng kiếm như bảo chia mua. Như vậy nhiệm vụ này còn 3 ngày thôi. Qua viết một sẽ nhìn qua bạn bè này sẽ các bạn bè nhìn nhanh và tăng nhìn. Vậy đại số lưng rồi 10 10 anh 10 chị về đây.
Tự ngăn thân vui. Dược vị. Không biết là cái game này đánh ngang level bao nhiêu thì nó full hoạt động nhỉ. Hiện tại thì game này ra cũng hơn 1 năm rồi, nên bây giờ chắc cũng nhiều bạn full level rồi. Nhưng ở những server mới như vậy thì chúng ta vẫn chưa rõ là level bao nhiêu thì full hoạt động. Mình nghĩ rằng việc tiết kiệm kiếm bảo quá mức bây giờ khiến mình gọi là thọt level rồi. Đáng lẽ mình không nên thực hiện như vậy. Đấy. Bot. Thái tử. Là được mạnh kia. Hỏi đáp. Thùng vị công. 3 ngày trước thành bí như vậy chúng ta vẫn chưa được chuyển sang cái ai mới. Nhưng mình cũng sao chúng ta có thể phá vào đây để lại cái thanh long ấn. 5 con tướng của mình, không phải 6 con tướng của mình, đều cần 6 cái ấn thanh long. Như vậy sắp lên level 44 và chúng ta cần phải lên level 45 để mở thêm bàn đồng hành rồi thêm mình hoạt động cũng thêm tiền nữa. Thôi có kỳ ngô mà vậy rồi đúng này sự kiện bảo danh hiệp năm năm cái biên ngày hôm thứ năm nay cũng không có gì đặc biệt điểm kim 1 lần cường hóa trang bị 5 lần luyện trang bị 3 lần. Mình sẽ luyện trang bị tăng cấp thằng này này tăng cấp 42 hiện tại tưởng mình cũng chưa full 10 nữa có một số bạn bảo rằng 6 7 ngày thì phải lên được 1,2 triệu lượt chiến. Nhưng mình nghĩ tình hình này có vẻ không lên nổi rồi. Nếu như mình chơi hết 7 ngày rồi chơi lại thêm 1 lần nữa thì mình nghĩ rằng là có thể làm được. Nhưng mà hiện tại mình chưa có kinh nghiệm. Nó bảo tiện hóa cái trang sức trắng. Ôi, lên nó chậm. 21 20 thôi. Mấy chị 20 bây giờ phải đi ăn ai ai tên anh ai thương đi kiếm các bạn thương luyện trang bị lúc này bảo luyện trang bị mà mình quên mất. Thăm men này lượng mẹ lên 5 lượng đây gái từ đó mình sẽ lượng tất cả lên 2 lượng tất cả lên 2 để làm nhiệm vụ cũng như gọi tăng lực chiến cơ bản. Cái này chưa chưa hiểu này
Ôi, như vậy không liên hệ hay được. Chia một tượng 3 lần, 4 năm thể lực đơn. Khi chạy 3 lần, cũng hiện 3 1 lần. Thứ nguy gây lên con nó đã đánh từng ngô gây lên nhỉ. Con đi đăng quần 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 què đây từng ngô này. Ôi chết chết, nhưng mà lại con này được 120 lực cống hiến, còn những con kia chỉ được 100 lực 100 cống hiến. Rồi chưa lên level kịp kìa. Chia hoàng kim, mình mở 5 chia rồi nha. 5 chia rồi chắn này. Bảo vực, chúng ta đã cần bảo vực. Bảo, bảo. Nhưng mà rất xa. Đây của ai vậy? Ôi dịch. Cái đất này mình mở toàn những thứ xui xẻo. Vậy mình đang đi khám. Lực hoặc lực qua wow. Có phản tặc. Nhờ bây giờ tôi mình sẽ bao shop để kiếm một cái bảo vực. Shop bảo vực có cái thứ may mắn và đây shop cuốn không. Mình đã tốn rất nhiều tiền ở cái shop này, nhưng mà nhìn lại đó đấy quả tế. Ui, cái này của Tôn Quyên này à, của Tôn Sách này. Bây giờ không làm được tụi 250 kim vào ông muốn sao? Mua thì đau lòng thật, nhưng mà không có tầm mua thì làm sao. Toàn ra của thông minh có theo. Cái nhỉ? Ta Tôn Quyên vậy. Đặng Long thực. Như vậy vẫn chưa được cái bảo vật nào. Bây giờ thì chúng ta farm thôi, farm những mạnh trang bị. Hiện tại mình thiếu cái nón này. Nón nữa ở đây. Nguy hiểm, nguy hiểm. Bị ngay. Chúng ta khoan chia sẻ nào. Để nó gần kịp được chia sẻ. Nhưng mà thêm một lần nữa. Đây, lượt này thì là mới chia sẻ.
Mở mắt ra mà. Mở mắt tụ 159 bào. Nhưng mà bù lại chúng ta cũng nhận được rất nhiều. Nên mới không tiếc. Lấy cấp. Nguy hiểm. Ôi, không thể kia. Như vậy là phải đánh đến 5 lần mà chết. 5 lần thưa bạn. Mình sẽ đánh tiếp năm mai tính năng. À, tính năng đã rồi. Đây, tính năng. Ai tính anh mà không có là cái mũ nó gian nan nhỉ, cái mũ nó chắc là 3 ngày là mà đủ. Vì gì con vì gì nó chắc là 2 lượt. Mình sẽ tất cả. Ôi gì đây? Sọc thương bí. Con số gì đây? Cửa ra con mấy? Con số gì đây? Đừng ăn ăn tiêu kiêu. Hả đi em tài kiêu. Để 500 kính bảo. Thôi đi chơi. Chia tay từ đây. Liên tục. Nhưng mà sắp hết vài để phám cái mũ thôi. Bây giờ phám cái thương. Trung trác. Mắt đi. Ta nên đặt những cái này ở mức 12 đêm và mức 12 trưa mà giảm lượt khiêu chiến, giảm lần 3 khiêu chiến. Nên nhiều khi mà gặp chúng ta đang gọi là hăng say tham đồ mà nó ra những cái này, như vậy là cũng khó chịu. Đấy là người ta hoa như này cũng khó chịu mà mình cũng xác thịt sẽ phải lược thôi. Đi phải lược thôi cho đây còn một cái công cái cuối cùng bây giờ nó cũng không tầm mua nữa chị lớn này nhưng mà là vẫn còn phạm được thôi bỏ đi giờ bây giờ mình chỉ phá mà thôi. Ô địch này giờ mà được một cái thương hình như cái nick của mình là nó xuôi thì phải hay là sao nhỉ, hay tỷ lệ quá thấp nhỉ. Hôm nay giờ mà được một cái thương. Chưa lên level 45 lắm kìa.
Đến như vậy mình 50%. Kiểu này chắc hôm nay không lên được cùng lắm rồi. Chúng ta sẽ gặp mạnh tiểu kiêu để tiến cấp tôn quyền đại kiêu. Bây giờ mình vào shop nhá, vào shop để kiếm tướng làm mới chú tải. Chú tải như vậy chú tải là có rồi. Hoàn cảnh tiếp kêu tiếp đây tôn quyền thái tử. Điều thuyền đích lô không bị, không bị con đích lô này để cho con nào cái chuyện mà nhỉ, mình nhớ là toàn những con phi điện như vậy ở bên ngôi, nhớ là toàn con những con phi điện có đất lô. Thực sự mình cũng không rõ liên kết này chất thủ có chất thủ liên kết con nào vậy, liên kết huyền vũ ứng đã tự tin mình nghĩ bắt đầu mình nên gọi là cây cơ long để kiểm có tượng trong này. Ví dụ như mình có thể kiếm kiếm con tôn quyền. Ôi cái tâm nó bay hai phát tia rồi, thế như vậy tia rồi tôi tư hoang này tư hoang thôi. Thôi như vậy xong rồi cậu đồng các bạn ơi, lên được 300k lực chiến. Như vậy thì bao giờ mới lên được 1 triệu lực chiến này? Có một này tiểu kiều còn 4 rồi, các bạn tăng lên tự tin 18 mà thôi tăng cấp, mà sẽ tăng cấp cho thằng tốn sách tốn quyền cấp này. Đây tôn quyền này, như vậy là hôm nay cũng không có gì đặc sắc tới các bạn, còn lại thì cây đến tầm sáng mai thì chắc lên được tầm khoảng 470 à 47.000 47.000 chính bảo. Còn hiện tại thì chắc mình tạm dừng video ở đây nhá, cảm ơn các bạn đã xem nhá. Ok, xin chào mọi người nhé.